Kính thưa quý vị, nông dân Thái Lan lái xe cày về thủ đô, tên từ Bangkok. Hôm nay, hơn 2.000 nông dân đã lái hàng trăm xe máy cày và các loại xe nông nghiệp khác từ khu vực miền Trung của Thái Lan về Bangkok để yêu cầu được trả tiền theo chương trình hỗ trợ gạo của chính phủ. Số lượng nông dân biểu tình ngày càng đông, họ là những người đã không được trả tiền bán gạo cho chính phủ theo chương trình mua hỗ trợ gạo đã giúp đảng Hòa Thái của bà Diên Luốc lên nắm quyền lực. Một cơ quan chống tham nhũng đã truy tố bà Diên Luốc liên quan đến chương trình hỗ trợ gạo đã tạo sự tức giận của tầng lớp trung lưu và làm hàng trăm ngàn nông dân không được trả tiền bán gạo. Các xe tải của các nông dân chở theo thực phẩm có thể sẽ đến Bangkok vào tối thứ Năm hoặc sáng thứ Sáu. Một nông dân nói họ mang theo thực phẩm để có thể ngủ lại ở bất cứ nơi nào. Nhóm nông dân yêu cầu được thanh toán nợ đã bị trì hoãn kể từ tháng 11 năm ngoái. Cho đến nay, các nông dân đã giữ khoảng cách với phong trào chống chính phủ ở Bangkok.